Con xin chào cha và cộng đoàn. Con được ơn của Chúa từ đầu năm đến giờ là ơn đầu tiên là con béo của con là lúc 2 tuổi. Từ lúc 8 tháng cho đến lúc 2 tuổi là con của con nó bị đi viện một tháng mấy lần. Từ lúc con biết được giáo điểm tin mừng là con đi đến đây là cho con của con đi đến đây đến giờ là từ đầu năm đến giờ là con của con không con bị phải đi viện không ốm đau gì nữa. Và ơn thứ hai là hôm mùng 1 tháng 6 này chồng con bị tai biến tê liệt hết nửa người. Là bác sĩ nói về với gia đình con là giờ không còn hy vọng gì nữa, chỉ còn được 20% thôi, còn không còn gì nữa. Thì gia đình con là vẫn yêu cầu bác sĩ là cố gắng giúp đỡ thương đến gia đình con. Thì bác sĩ nói là gia đình về cứ chuẩn bị tiền đi. Thì bác sĩ nói là chuẩn bị 100 triệu thì chúng con vẫn về chuẩn bị xong. Thì đêm con nhắn tin cho cha con nhắn lại cho gia đình con. Thì đến sáng mai đưa chồng con đi chụp lại để mổ. Thì bác sĩ nói là gia đình con là đã được bệnh của chồng con đã được bớt giờ lại, không phải mổ nữa, chỉ có bị mổ nội soi xuống còn 40 triệu. Là 40 triệu xong, đến lúc đi mổ nội soi xong thì bác sĩ báo là đã đạt chuẩn được 80% rồi. Thì gia đình chúng con mừng quá. Thì lúc đấy chồng con vẫn đang bị tê liệt hết nửa người. Thì người ta chuyển chồng con sang bệnh viện phục hồi chức năng. Thì người ta nói là điều trị từ 3 đến 6 tháng. Thì nhà chồng con nằm ở đấy có một tuần thì anh cứ đòi về. Thì chúng con bàn nhau bảo thôi cho chồng con về để đi xuống giáo điểm tin mừng đi lễ. Đi xuống giáo điểm tin mừng đi lễ thì hôm đấy xuống thì giữa vào ngày vừa xưng tội vừa chịu phép thêm sức thì không được đặt tay, mọi người không ai được đặt tay, mình chồng con được đặt tay xong thì lúc cho chồng con đi là chồng con vẫn đang bị liệt hết, bốn anh em đang đưa chồng con ra xe đi thì đến đi lễ về đến sáng mai tự chồng con lại đang đi bình thường. Hallelujah. Cha cho con nói thêm một tí nữa là hiện tại bây giờ gia đình nhà con có một đứa em gái con nó bỏ nhà ra đi. Rồi chồng con tên là gì? Dạ chồng con tên là Nguyễn Văn Biên ạ. Dạ chồng con 34 tuổi, con ở tại giáo xứ Đa Nam, giáo phận Thanh Hóa. Rồi đây cha gửi cho chồng con cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác với CD kèm theo. Rồi đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con và gia đình của con. Nha, năm mới được bình an. Rồi, hallelujah. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, bây giờ chúng tôi